Nửa đêm check camera nhà bà nội, cô gái bất ngờ khi phát hiện nhà có thêm 3 người. Mới đây một cô gái đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng báo động phát ra từ camera của nhà bà nội. Sợ có chuyện chẳng lành, cô gái mở ra kiểm tra thì nổi da gà khi thấy cảnh tâm linh. Theo đó vì sợ bà tuổi cao sức yếu, ở một mình lại nguy hiểm, thế nên cô gái đã bắt một chiếc camera tại nhà bà để tiện quan sát. Trong căn phòng tối om chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ đặt ở góc nhà. Cô gái giật mình khi nhìn thấy hình bóng của một người phụ nữ và hai trẻ em nhỏ đang ở sau bếp của nhà bà. Quá sợ hãi và không biết có phải mình nhìn lầm hay không, cô gái vội bấm quay lại một đoạn video thì chiếc camera bất ngờ mất tín hiệu, tối om như mực, như thể có một thế lực tâm linh nào đó đang ngăn cản. Điều đáng nói là cô gái đã khẳng định mình vừa quét dọn nhà cửa nên không thể nào đó là màn nhện, khiến cho nhiều dân tình khi xem cũng phải sợ hãi nổi da gà. Bên cạnh đó không ít người sau khi nhìn thấy thì khẳng định đó không phải là vong, đó là hai bóng trắng đen của hắc bạch vô thường. Bà của cô gái đang ngồi dương và không quá 2 tuần nữa sẽ rời xa trần thế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.